Nè, ngò của thầy hôm bữa nó lên nè. Nó lên mà nó đẳng không còn một cái miếng ngò nào luôn. Năm nay thời tiết của Ốc Sơn mọi người. Có dù mà nắng một chút á thì rau cỏ đâu có. Hello, thầy xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của thầy Swiss Cuộc Sống Nông Thôn Thụy Sĩ. Thì mọi người ơi, hôm nay thầy chỉ làm một cái video đặc biệt một xíu ha. Có thể mọi người có những người không có thích cái video này, nhưng mà hôm nay là cái video thử thách nha mọi người. Thầy sẽ không có giết ốc sơn đó mọi người, mà thầy sẽ bắt nó về đi phóng sanh đó ha. Thì nói cho hài vậy thôi, chứ thật ra thầy thời gian gần đây thầy phát tâm ăn chay đó mọi người, ăn chay trường để cầu nguyện bình an cho gia đình á, cũng như là tất cả mọi người. Cho nên là thì cũng cố gắng hết sức để mà không biết là đi tới đâu, nhưng mà thì cũng đang cố gắng mọi người. Bởi vậy cho nên không có sát sanh. Vậy cho nên mấy con quỷ này nè, nó thấy mình vậy cho nên nó trêu ngươi nha mọi người, nó chọc tức mình á. Trời ơi, năm nay thì nó cái thời tiết nó rất là xấu luôn, mưa hoài mà ốc sên này nó rất là thích mưa, thích mát á, nó phá sạch mọi người. Thì gieo không biết bao nhiêu lần, cứ gieo đi gieo lại, chỉ cần họ nó thấy mà cái mầm non nó lên một chút là dạng như nó mềm á, thì nói mọi người nó ăn gì mà nó, thì nói ốc sên năm nay con này con nấy nó mập lắm mọi người. Cho nên bây giờ họ sáng nào trước khi thi đi làm thì cũng qua thi gom, xong rồi tối lại về thì cũng tranh thủ thi gom để thi quăng mọi người ra về cái cánh đồng á, quăng cỏ. Sáng ngày nó canh mình ngủ nhưng mà nó khôn đó nha, xong nó kéo cả dòng họ, bà con dòng họ nó tới nó ăn. Ăn xong rồi tối lúc đầu mát bắt đầu nó đang ăn nữa, cho nên ngày nào thì cũng bắt hai chập hết á. Nó dễ mang quá, đúng quá đi á, đâu ra mà sinh tinh ra ở đây luôn á trời. Từ một cái đứa mà nó thấy cái ốc sên nó chạy rầm rầm mà bây giờ nó phải ngồi để nó lụm từng con này trời. Cảm ơn thầy Minh Tuệ của ta nha mày. Nhà thì mấy bà chim sáng sớm mà mấy bà dậy sớm ghê, mấy bà kêu ríu 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 vậy đó. Bởi vì mà thì mới gieo hạt à mọi người, thường ở đây mình gieo là mình phải có cái lưới mình tủ lại cho nó lụm hết nha. Thì cái lúc mình mới gieo hạt á thì mình sợ mấy bà chim, trời ơi lụm sạch không có để sót cái gì đâu. Rồi bắt đầu cây nó lên, bắt đầu mình canh ốc sên nha mọi người. Nói chung là giặt trong giặt ngoài gì có đầy đủ nha. Làm vườn người ta nói bị áp lực lắm chứ đâu phải đơn giản. Nếu mà con chịu không nổi với cái phá con này thì ông bà cũng tha thứ cho con nghe. Mà con cũng đều cũng bóp cổ nữa nè. Chứ chịu nổi được. Nó trơn quá sao bóp cổ được vậy. Cái nhà có ai sợ không? Không có cái nó cao vậy, nó nằm trực tiếp xuống đất luôn á. Này nó phá ghê. Trời ơi dễ mang coi nè. Nó ăn nghe mọi người, coi nó ăn nè. Trời ơi, nó ăn nè. Mưa xuống này, trời ơi, coi nó kìa. Trời ơi, coi nó kìa. Nó ăn mà thì mới trồng cây xà lách ở đây mà coi nè. Đây nè con này mọi người. Đó, dễ sợ không? Dễ sợ không? Bây giờ mà nó bu lên cái chân Thi một cái. Đây, đây, thấy nó đây, thấy không? Có ai sợ giống Thi không? Đó, từ một cái đứa mà thấy cái ốc sên đâu nhảy đó mà bây giờ phải ráng làm quen với nó luôn, với kẻ thù luôn nè. Chứ không làm quen là nó cười trong mặt mình. Nó kêu mình sợ nó.
Trời ơi nó phá dã man mọi người ơi, coi kìa, nó đu nó phá gì mà nó phá. Không có cái nào mà lên được cho nó hết trơn á. Vô đây mà khốn quá. Thấy càng đẹp lắm luôn. Vậy cho nó đu lên cái tan đó như ngã ngửa này nha. Đó, thấy không? Ở đâu mà nó ra mà ngày nào hả mọi người? Là thi cũng bắt hả? Gần cả trăm con. Gần cả trăm con không ít đâu nha. Mà ngày nào nó không ra mọi người biết không, nó đĩa con đó, nó mấy cái trứng nó nở ra. Mưa vậy nè, mưa vậy là nó sướng lắm nè. Trời ơi coi, đây nè, thấy không? Mọi người thấy nó đu không? Đó, người ta chỉ trồng bông thọ để khỏi ốc sên nó ăn. Nó sợ quá, nó sợ nó ăn luôn cây bông thọ luôn nè. Nó sợ ghê lắm lận. Nó sợ mà thấy điều nó rủ một cái dòng họ nó tới nó ăn luôn đó, chứ đừng có nói nó sợ. Đó, thấy không? Không có chịu nổi cái cảnh này coi nè. Cái hào xưa mà không mà chuyển hướng, mà không có cái kiểu mà ăn chay á, là xong cái bè mày rồi đó. Lẹ xong coi nè, nó đu nè. Nó ăn ở trước đó mọi người, nó ăn sạch nè. Thì chịu không nổi thì đem ra sau để thì tìm chỗ thì trồng. Nó cũng không tha nghe, nó không bao giờ nó tha cho mình đâu. Chứ đừng có nói là mình tha cho nó. Nó cười cho mặt mình đó. Đây nè, thấy không? Trồng ra cái nào nó cũng ăn coi nè. Đó mọi người thấy nó đu không? Cái gì? Hả? Được, chơi xíu đi. Nó cái dây này thì trồng nè, nó ăn không còn một cái lá. Rồi cái đây cái dưa hấu của con thì nó thích ăn thì mua thì trồng. Nó đục làm sao nè, hư đây hư rồi nè, nó không sống nổi cho nó đây nè. Cái dây này nó ăn mọi người, nó trục luôn. Xong rồi thì lấy cái đây nè thì bụ vô để cho nó đỡ vô, nó cũng vô, nó leo thang nó vô đó mọi người. Nó đâu có sợ ai đâu, mình nói mình sợ, mình sợ nó thôi chứ làm gì nó sợ. Người ta chỉ trồng dạng thọ chiên vô để nó sợ dạng thọ, nó vô nó quất cái cây dạng thọ luôn. Chứ đừng có nói nó sợ. Nó mà nó sợ. Coi nó sợ nè. Nó sợ mà từ ở trước thì trồng nó không có một cái lá nào. Xin ra sau đi trồng, nó qua sau nó ăn tiếp. Trời ơi, đúng là mấy cái đứa không có răng nè. Không có răng mà không có chân nó dễ sợ. Nó để con nó đùng lắm nè. Nó lớn nhanh như thỏ nè, con của nó đó. Đi đâu là nó quăng con ra đó đó. Không có trách nhiệm nè. Nó đĩ ra nó đầu nó phá mình nè, nó đâu có trách nhiệm đâu, nó giữ con nó cẩn thận đâu nè, nó thấy không? Đó, trời ơi nè, nó là thấy gì đó, trời ơi không có cái rau nào mà lên cho nó mọi người. Chưa có rau, nó lên chưa có kịp thì nó đã đẳng rồi. Nhiều lúc thì có nghĩ là thi đang nuôi ốc sên không đó, thi trồng cho nó không đó. Đây nè, mấy cái con này hồi xưa mà thi thấy là thi chạy rầm rầm, mà bây giờ mình cũng ráng luôn mọi người, mình ráng để mình sống vô lũ luôn rồi. Đây, trời ơi nó nổi da gà mọi người, nó da gà cục cục luôn nè. Cái cây xà lách mà nó đu một lần rồi nè, nó đu nè mọi người thấy không? Ôi mô Phật á, ông bà cũng tha thứ cho con mà lỡ mà con điên quá con không kìm nén được là thôi, chứ con cũng bóp cổ nó nè đó, không thể nào mà chịu chặn được. Cây rau mà nó ăn ép nha mọi người, nó ăn từ ở trong cái đọt non á, từ ở trong cái mầm á, mà nó không để nó không có cái nè. Ngò của thầy hôm bữa nó lên nè, nó lên mà nó đẳng không còn một cái miếng ngò nè luôn. Năm nay thời tiết của ốc sên mọi người, có dù mà nắng một chút á thì rau cỏ đâu của thầy nó lên được một chút, mà cái kiểu này là để cho ốc sên á nó đung hành á. Hả? Đâu muốn thì nó đâu có lên nổi đâu. Đó, mình thi sợ nắng, thi trồng á thì nó không có lên. Nắng nó chói thì đâu muốn không có lên. Mình lấy cái này mình tủ. Trời ơi, ta nói làm cái nhà cho nó luôn đó mọi người. Làm cái nhà cho nó ở luôn rồi đó. Đó thấy không? Trời ơi, con kia nó mập. Trời ơi, mọi người thấy nó gớm không? Trời ơi, nó gớm quá. Trời ơi, ta xin. Cho bà xin. Ta thỉnh tụi mày đi ra bà kia ở hết đi. Ở ra bà ruộng đó, ở ăn cỏ nghe, chứ ở nhà để cho ở mà không biết thân biết phận mà. Ở mà không biết thân biết phận nè, chuẩn bị sở hữu luôn à. Hả? Rồi đồng sở hữu luôn nè. Đồng sở hữu luôn cái vườn của tao luôn, sao chịu được. Không biết ngại ngùng hết cho ai cho ở. Không biết ngại thì cho ra đường ở luôn. Ở con biết chủ biết tớ chứ. Nè đó. Đó. Trời ơi nó dễ sợ. Trời kìa con đi kìa nó. Chắc làm cái video đấy mọi người dị ứng á. Hơi sợ con này.
để cho biết cái con này ở châu Âu nó nhiều lắm mọi người. Ở mình á thì không biết có không, anh mình nó có hay có cái con nhớt đúng không, có cái con nhớt mà nó bay đâu nó nhớt, con đấy nó cũng nhớt nhưng mà nó phá, con nhớt nó bay nó đi dơ cái nhà mình thôi, chứ con này nó là vừa phá vừa dơ đó. Rau muống thì lên cái bên đây của Ti là cà rốt nha, mà nó không sống với tụi nó nổi đó mọi người nè. Ngò của Ti mưa nó lên đẻ thì cưng thì mừng, giờ ra không còn mấy nè, mưa mọi người thì lười ra ngoài lắm, một lần ra nó có đậu bắt đầu là phần nào nó quất sạch của Ti luôn á, xuống mày đó. Đây rồi, bây giờ cầm bé mấy bãi đi ư nó lâu rồi lại rồi trời ơi nó rớt ra lại mọi người ơi. Đã sợ rồi chứ mình nó rớt lên rớt xuống nữa chứ kiểu này. Đã, ừ thì vô đây giùm tôi đi, xong biết nhục rồi hết trơn coi nè, đụng tới nó là nó teo lại chứ không đụng là nó nở ra. Mấy con này nó gớm, nó lưu manh lắm, nó nguy hiểm lắm, đừng có nói đó. Nó teo là để mình không bóc nó được nha mọi người, chứ mình đi một cái là nó giãn cái đại dày nó ra nó đầu nó ăn rồi. Ở trong đó yên giùm tôi đây, cho tôi cho vào đường ở. Đây còn mấy con bốc luôn nè. Đó, ngày nào cũng đi bốc mọi người. Ngày nào cũng nhiều rồi. Đây. Con này mới bốc mà nó cũng có nữa nè. Trời ơi, dễ sợ. Bốc luôn. Rồi, mai bốc tiếp. Bây giờ đi đổ nha mọi người. Đi đổ với Thi nha. Dễ mèo mà đừng đụng tay tao mày. Đụng tay tao ngã ngửa luôn á. Nó bù cổng đứa con đang bù lấy cái tay tung thêm mọi người ở đây đây, đây con này vô mày xuống giùm đi mấy bạn. Ừ ghê quá, không có gì mà sống cái tụi mày chứ. Bà xuống giùm tôi, bà ngã rồi bà từ ở trên cao bà rớt xuống là trắng thương cái đầu bà nha, tôi không có trách nhiệm rồi đó. Đó một con chuẩn bị nó trắng thương mọi người, nó xuống là nó đáng thương chịu nghe. Cái đi phóng xanh là kìm nén lắm luôn á. Ờ cho mày nè. Chui chúng ta mày. Cái. Dễ sợ. Ngày nào cũng cho 100 con ra vườn ở. Ra rừng ở. Này 100 không? Tới 100 á. Nó không có kêu mình xạo nó. Nó cười mặt mình. Trời ơi cái cánh đồng này. Ngày nào cũng thu nhận đó. Đây, chú đó ở đi. Chú đó ở đây này. Đó, ở đằng cỏ đây đi. Đó, chú đó ở đây mọi người. Mình thấy cánh đồng á, mấy cái hoa này dễ thương ra. Đây nè. Đó. Trời ơi, đẹp mọi người ơi, mà Thi trồng không được. Trồng ở nhà là nó quất hết của Thi đó. Xa xa có cái mới cái màu, cái màu rất là đẹp luôn hả. Đây nè mọi người, đó. Nó phá mà họ nát bét hết cái lá mọi người thấy không? Chùa nó phá lắm thì nó là nó ghê lắm mọi người, mấy con quỷ này đó. Thì hốt hết rồi đây nè. Vậy chứ sáng mai thì ra là nó sẽ đầy nha. Đây nè, bên đây là nó còn cỏ. Nó sẽ ở này nó lên á, hôm nay trời nắng là Thi sẽ làm sạch cái chỗ này luôn mọi người để Thi trồng rau luôn á. Đó, trong đây nè, chùa nó nằm lăn lóc mọi người thấy không? Mai bắt tiếp mọi người, cái này đủ rồi. Này trời ơi coi kìa. Này phóng xanh bao nhiêu đó đủ rồi. Mai làm tiếp. Mọi người thấy cái hoa có Thi đẹp kia không? Dễ thương ha. Thì cái video của Thi nó cũng dài rồi, Thi xin tạm dừng tại đây nha. Thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng Thi. Cả nhà thương Thi thì làm ơn cho Thi một like, một share, một đăng ký như thể như cái comment góp ý cho Thi ha. Thi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Chào tạm biệt mọi người. Đây mới bắt mà nó lên đây. Đó mọi người thấy không? Kỹ thuật của Thi đó. Thôi thì tắt cái video thì đi bắt tiếp đây.